trận đấu với sự hưng phấn có được sau chức vô địch League Cup. Man City ngay lập tức dồn ép đối thủ bằng lối chơi bóng ngắn và nhanh quen thuộc của mình. Chỉ trong vòng 5 phút đầu trận, họ đã có tới 3 cơ hội nguy hiểm. Trong số đó là pha dứt điểm dội cột dọc của David Silva sau đường kiến tạo của Mane bên cánh phải. Trong khoảng thời gian của hiệp 1, Man City là đội cầm bóng nhiều hơn, có thời điểm họ cầm bóng tới 82%. Nhưng các chân sút của đội chủ nhà không thể khoan thủng được hàng thủ của West Ham. Trong khi đó, đội khách gần như không thể đưa bóng vào vạch giữa sân. Bước sang hiệp 2, West Ham có pha đáp trả của mình khi tiền đạo Caron tung cú dứt điểm khiến thủ thành Ederson phải cản phá bằng 10 đầu ngón tay. Sau đó, Pep Guardiola có liên tiếp hai sự thay đổi người khi cho Bernardo Silva và Sterling vào sân thay người cho Sané và Mane để tìm kiếm bàn thắng. Phút 60, Bernardo Silva khiến Philippe Anderson phải phạm lỗi trong vòng cấm. Man City được hưởng quả penalty quý giá. Trên chấm 11m, Aguero đã không gặp bất kỳ khó khăn nào để mở tỷ số cho trận đấu. Sau bàn thắng, cả Man City lẫn West Ham đều có những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp của mình. Thế nhưng, không có đội nào có thể xuyên thủng được mảnh lưới của đối phương trong những phút còn lại. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng sát sao 1-0 sau 90 phút. Dù rất khó khăn, thế nhưng với thầy trò Pep Guardiola lúc này, 3 điểm là quá đủ. Bởi lẽ, ở trận đấu cùng giờ, Liverpool đã hành hạ Watford tới 5 bàn không gỡ để xây chắc ngôi đầu bảng của mình.